Còn mấy giờ à? Ăn rồi. À chơi không lẽ nãy giờ lẽ tao chửi thề chứ quy. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hoài Phong TV nha. Dạ, bữa nay tụi em có làm một món ẩm thực rất là hấp dẫn ở nhà mình. Gà hấp gấu. Đặt cái này là kêu bằng dân giả miền Tây nha cả nhà mình ơi. Của mập nó làm á cả nhà, ngon lắm á. Rất là ngon nha cả nhà, rất là thơm mà đó, thơm mùi rượu. Thơm dữ lắm luôn cả nhà mình. Cái mưa này ngon say. Bây giờ mời cả nhà thưởng thức với mấy anh em một miếng gà nha cả nhà. Rồi không có rau hả? Ăn lẽ ăn không gì, không có rau gắt cho nghỉ. Thằng lá mai nãy không, nãy không mua rau hả? Rồi nãy giờ rồi tao nãy giờ tao coi con gà không ai đi mua hết trơn. Nãy giờ chắc mày coi coi gà đó. Nội mình nên có ông con gà, ông đi mua đi. Mua rau đi, lỡ rồi anh em đỡ. Mua rau để tao đỡ về ăn. Cái giống gì cũng đỡ, tao đi mua hết trơn quy. Để bên này tao cho. Cưới một bên ra không mấy ta đi ra xong đi được không? Mày đi được không? Đỡ tôi về chứ đó. Ừ, biết rồi. Giờ nãy thì còn bốn cái cặn đó. Mày thích ăn giò phải không? Nhắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ăn hết cho mình nha cả nhà. Ăn cho con gà luôn nha cả nhà mình ơi. Thôi nói vậy thôi mình về. Giấu con gà đi. Thử gì miếng ăn coi nó sẽ đối xử với mấy anh em như thế nào. Không mà chắc cái đất nó dậy dữ lắm mà thống. Đem ra mấy gà nhà luôn đi xem. Mấy đem gì? Giấu ở trong cái kia. Đi về nhà luôn. Giấu nha. Giấu cái này luôn rồi. Em đi về nhà luôn nha cả nhà. Tình dài rồi, giấu tình dài. Đó rồi. Ở đây cũng được nè, để cho nó. Không, đợi cái chén muối á, mình nhậu mình chấm chấm rồi. Ừ, để chén muối cho nó mình chấm. Cái bộ đang cạp cái giò gì? Trời, bốn thằng bốn cái giò luôn. Ừ. Canh canh thằng giò. Bốn mình bốn cái giò luôn hả? Vô nè, vô được không? Vô. Để rồi. Vô đây nè. Chữa bạn là. Mình nhớ bộ mình này. Đức không? Rồi cái luôn đi. Cái luôn đi. Đức cho là. Chữa của bạn là con nhỏ nhỏ thích ăn giò. Ừ, chứ mình ăn cắt lợi trời. Cắn này, móng mà nó máng vô cái lử gì không? Cắt móng mỏ. Lử. Đâu lẽ mày không thấy đường. Na gà. Mài găng kìa. Cái giùm đi. Mời cả nhà ơi, mình ăn cái giùm gà trước nha cả nhà ơi. Biết chắc ngon lắm nha. Gà này đá chắc gà dữ à. Cái giò ngon cỡ này. Dai quá cả nhà ơi. Giờ có cọng găng gì đó. Trời chém ớn cay trời. Chém ớn nó ngon thì mà cay quá. Nếu không có găng trong cái giò tự động được. Nó cay quá cay à. Mà ngon đúng không?
rớt mà tiêu nữa. Trong hải sản nhất nách á. Có thằng nuốt nước miếng. Không phải cho mới sợ. Hai thằng luôn. Không, ta nó trải nghiệm rồi nó biết. Hai thằng luôn rồi. Đó rồi kìa. Có nước miếng à. Hết đầu. Chính gà nó ăn trước mình luôn. Cha ăn đầu gà chứ. Sửa liền. Sửa liền. Có nhiều kẻ địch đang dòm ngó mình. Ngon quá cả nhà. Hết giờ nè. Giờ kiếm nút xương với muối ớt thôi chứ. Bạn có giọt kìa trời. Đây chứ ai. Mua về lạc luôn đi. Hỏi lại đi, cái gì tao mua về bắt tao lạc hả? Hỏi lạc, hỏi lạc đi. Ăn luôn. Gà sống. Đổ gà đâu? Gà còn mấy gà. Ăn rồi. Bà cha mà. Không lẽ nãy giờ lẽ tao chửi thề hay sức quy. Ai con trời đi mua cao vàng hết trơn người ta ăn cái gì? Con chơi gì mà kỳ vậy? Còn cái giò này ăn lỡ đi chứ sao vậy? Đợi lâu. Ôi ơi, mấy cha ơi, mấy cha, mấy cha ăn luôn đi chơi cái gì ăn con ai con giò ăn cái gì được? Ăn gì mà kỳ coi quý? Gì cũng ăn lần nữa không? Con ăn gì ăn nãy giờ em có bụng nướng cực khổ đi bà luôn giờ ăn giờ hết trơn. Bà nướng đâu gà lộn? Bê hấp rượu chứ không phải nướng. Nướng đâu? Mấy ông nội ơi, mấy ông nội mới ăn còn gì nữa ăn gì còn cái giò không trời? Ơi. Còn chưa trong cái hai cái này nè trời. Mày ăn luôn đi. Ừ, tôi ăn hết nè. Mày không ăn, mày không ăn luôn phải không? Ăn cái gì ăn còn có ai ăn gì? Rồi mày không ăn nha. Không ăn vô đâu. Ăn đi vô đi. Ăn vô đi. Thử lòng vậy mà làm cái ghê quá cả nhà ơi, cả nhà. Bưng nồi ra xây. Bưng nồi ra ăn cả nhà ơi. Xong đi vô đi. Thử lòng làm vô. Con miếng ăn không mệt dậy. Rồi khóc luôn trời ơi trời. Vô đi vô đi vô đi. Chạy nước mắt luôn cả nhà khóc luôn kìa. Cũng vô mày rồi. Ừ nè, thử lòng vậy thôi, thử lòng quân tử vậy thôi. Ừ, ai ngồi cái ghế tôi mà sạm sạm đá liền. Ai biết mấy không? Chữ thấy ghê không? Ừ. Ở bên cao ta chưa. Bịch xương hay là còn gà? Tưởng nó còn cái thùng xương không? Mình có chơi bậy với ổng đâu mà ổng làm thấy ghê luôn cả nhà. Chơi gì mà chơi kỳ coi vậy chơi ăn gà tới mua đồ nãy giờ mà chạy về ăn gà. Trời có ăn đâu. Không có ăn qua, tao thử lòng anh em thử coi. Tưởng chơi kiểu đó mà là ba đầu tôi chơi cũng chịu quay cảm thật nữa. Quay thôi. Làm dưới đi. Hồi nãy dặn lắm mà sống vô không đi. Hết ghế rồi cầu dưới ăn. Ừ. Mày bà ở dưới mình không có gì. Ở đây ngồi nè. Ừ. Đồ không kìa. Rồi bông rau đâu lấy lên cho người ta. Thôi. Chụp cái bịch rồi. Ở đây nghỉ ăn rau đây. Cái mua đây. Chưa lặt nó lấy gì vậy? Chưa lặt con chơi lặt đi. Nghỉ đợi luôn. Chuyện này là ăn thiệt đó. Bốn lần bốn cái giò. Bốn cái đùi. Cắt sát cái bẹ kia luôn. Tao cắt cái đùi tao cắt sát cái bẹ luôn, đừng cắt cái hai vậy. Ê, ngon dữ rồi ta. Lấy bà tay bánh tao thọt cái nữa nha ông. Xây này tuyệt tình. Để đó tao bẻ cho. Được rồi con. Được rồi. Quá êm rồi. Ngon dữ cả nhà. Thơm quá cả nhà, thơm thơm thơm, thơm lắm thơm thơm thơm. Lặt ra lâu lâu quá, ăn lâu lâu quá. Nóng. Lặt đây, lặt kỹ kỹ á, rửa 4 5 lần gì đó. Ủa đi. Ủa này con, đây cắt xong. Mình cắt con chịu không nổi. Thương nhiều quá. Ừ. Anh chạy nước miếng kìa. Ồ, đó nó chạy nước miếng nãy giờ kìa. Trời trời ơi. Con gì ta? Con gà mọc nước. Nước không. Trời ơi, gì chuyện nổi này. Ừ, tờ kêu gửi lâu chút xíu. Không hết chứ, tao tranh thủ mới được. Mới đây xong rồi, sạch chưa? Lại mũ nậu đi, lau gạch xương 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 ăn được rồi. Rồi, dẹt nó qua bên chú hai. Không thấy tay đâu dẹt. Không thấy gì. Đi học một phá giống là cha cho mọc thêm bốn tay nữa quá. Một người cho cắn cái đùi đi, cạp cái đùi đi. Rồi, cầm xong hết đi, rồi người cầm cái. Người cầm cái đùi ăn đi. Xong cái xé tầm lum chơi người cái đùi cầm ức gì cạp gì đó. Rồi ăn hết đi xé nữa để nó nguội. Rồi. Rồi. Vô. Vô. Cái này nghe. Ôi, cái này gì vậy? Gan á, bởi gan. Cái mặt, cắt bởi mặt con gà chứ gì? Bởi rồi, bởi gan cái mặt. Nè nhỏ.
ra mình để chồng nó luôn đi hay sao? Ừ. Để ở bên này đi. Để dẹt bên đấy, dẹt gà qua bên. Leo, trời ơi, chắc qua đây nè. À, rồi để riêng bên đi ăn. Rồi cả nhà dùng em miếng gà nha. Rồi. Tốc độ với trời. Tới em, tới em, tới em. Vô hòa đi. Ồ, trời chảy kìa. Quá, sao rồi? Quá. Món kéo xay. Lỡ đeo vào tay à. Nè, không cầm cái đùi lên đi đây hả? Ăn đi, ai ăn ăn chú ăn đi, xay kìa, ăn cái đùi đi xay. Rồi tụt luôn rồi, tụt luôn. Cái thèm với chậm. Cái này là làm món gà hấp rượu nha cả nhà. Tao tưởng hồi nãy tao đi về mà không còn miếng gà một cái hả? Cái nhà nhức nắp cả nhà. Tao giục cái bọc rau. Tao giục cái bọc rau luôn. Ông đó gà người ta còn nguyên mà cứ là làng hoài chứ không. Bé nó không có nhà không? Ăn hết gì rồi. Giờ không kiểu gì. Giờ sao chói ông vô góc này luôn gì. Đừng có tù lao nha. Ông giỡn đó. Còn cả nhà. Em mời cả nhà nghe nha. Dạ, cái này cái gì ạ? Thịt gà. Đợi chén vô giữa nè. Dạ, cả nhà mình. Rồi để chén chấm vô giữa không để. Nó dễ. Nay mình đưa xuống rồi lấy giò xích xếp giò lợi cái gì. Cái đồ gì? Em mở cả nhà ăn với em một miếng nha cả nhà mình ơi. Cái này đùi gà ta mình nha. Cái này em hấp rượu nha cả nhà. Dạ mời cả nhà ăn với anh em miếng nha. À, nãy mới dễ tưởng giờ anh em lía. Vì cái đừng có đụng chạm cái đồ ăn nha. Tôi biết đó. Dạ mời cả nhà nha cả nhà mình ơi. Không cho đụng chạm tới đồ ăn hả? Anh em chắc có bình lâu. Bữa nay bắt con gà của ông hậu mấy chiều bạc mày ăn sao mày không nói. Đúng rồi. Thôi bỏ đi. Thôi đừng chói ông vừa khóc gì không. Rút kinh nghiệm mà cả nhà bởi vì em đâu dám chơi nữa đâu. Cái hấp rượu cả nhà không. Con gà nó ngọt. Và nó thơm mùi rượu. Rất là ngon cả nhà mình. Mở nhà miếng dưa leo cả nhà mình ơi. Cả nhà nên làm thử, ăn thử nha cả nhà ơi. Nãy nó dặn vậy ăn thấy hài không Quy? Có thằng nút cũng miếng. Ơi gặp dấu gà thì là âm tụm cho ăn cái tươi tắn lên liền. Không phải chén cái này chứ. Quá cay rồi. Chén này là siêu cay rồi, quá cay rồi. Cấp độ 7. Mà ngon không? Đùa cay mà bỏ thêm tiêu nữa. Dạ. Mời cả nhà miếng nữa nha mình ơi. Cho nó chấm rớt trên đùi tôi kìa cái nè. Trời ơi. Thôi rồi đừng làm. Trời mày hay ơi. Đừng làm. Đóng cái câu không? Cái cánh gà nha cả nhà ơi. Quá ngon cả nhà. Cái cánh gà. Ăn cái cánh là như cái nắp đó. Nó ngọt ngọt. Chứ mình chấm vô cái này á. Mà con nhận nước chấm thì có caramel làm cay thiệt nhưng mà nó ngon thiệt chứ nha. Quá cay cả nhà ơi. Quá cay cả nhà mình. Thằng ơi thịt. Rồi nhiễu rồi. Mà cả nhà thêm cái được cái cánh nha. Nó kìa quá trời. Sơn ngăn á. Quá ngon rồi cả nhà mình ơi. Nó chạy nào chung. Cả nhà mình cứ làm thử cả nhà. Nên làm đi. Rất ngon. Dễ là dễ làm cả nhà. Nhưng mà đừng làm theo tráng mới này cả nhà. Cay quá cay cả nhà ơi. Cay dễ kêu. Càng cay càng ngon. Không. Ớt tiêu mà. Cay vòng vòng mỡ. Ớt là tiêu đó cả nhà. Ớt là cay. Cay lắm nghe cả nhà ơi. Thiệt đâu được. Cay quá cay luôn ở nhà mình. Nhưng mà cay. Nhưng mà nó ngọt ơi. Ừ. Nhưng mà tịch. Nó ngọt không? Không, thôi nghỉ rồi. Giờ này mà chạy đi mua cái đó hết trơn luôn. Cái suy nghĩ gì hoài. Em mời cả nhà cái mời nha. Trời ơi con gà là nó ngon nhất cái này nè cả nhà. Đó. Không biết ăn gì, không biết ông Phong có nói gì không nữa nè, em cũng không biết nữa. Nhưng mà trước tiên là ăn cái này. Em mời cả nhà cái nha. Biết đồ ngon nhất không à? Mấy trái hiệu không? Nhì. Mấy chất à? Bọn trái nhiều. Bọn cay. Gà nước mắt chứ phải đùa. Nó là ớt không có ớt không thì nó cay cả đó. Có tiêu á. Ớt không thì không có cay.
Ừ là thằng cay nó mũi trên luôn cả nhà ơi. Đeo bao tay này xé luôn đi. Làm cái ơi. Rồi làm ấy. À. Trời ơi trời chi. Ơi. Hai cái rồi đó. Ngươi hả? Nhiều. Quá cay rồi. Ăn nãy giờ không ăn nhậu dần trời ăn dạ. Mà cái nhà bọc rau nó dùng một cái bệnh mày dập hết trơn luôn. Mày cuốn rau. Rau sống. Trời sống. Bọc rau nó dùng gì ai dám ăn nữa. Không ăn. Vô leo thôi. Cái này là siêu cay cấp độ 99 nha cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Quá là ngon rồi. Cái này là đổ một hôi sôi nước mắt rồi. Mời nhà ăn với tụi em miếng nha. Đổ một hôi sôi nước mắt cho cả nhà. Cay đi luôn á. Không cay thì quá cay cả nhà ơi. Caramel cho nó lấy là làm cay cho mấy mày đỡ ăn chứ mà gắt chứ tao. Có thằng nuốt nước miếng kìa. Dễ gì không ơi. Sáu thằng ăn thằng nhìn. Hai thằng. Hai thằng đó ăn rồi. Dạ. Dạ. Ây da cay quá. Nước mẹ di động lấy ngon không ơi. Nóng. Em mời cả nhà cái ức gà cho anh em mình ơi. Nè mập. Lụm mập. Ăn đi. Ăn không? Ăn đi. Không ăn phải không? Ừ. Cay như cay nóng hai lỗ tai á. Nó cay mà nóng. Được không? Cái này hấp rượu cho lá xỉn luôn quá. Không mình cũng xỉn rồi. Nó xỉn không? Xỉn. Mới lát cái mặt tôi đỏ là xỉn á. Ừ. Vậy mày xỉn cái này vô ngủ đi. Vô chưa chưa ngủ được hả? Ừ. Ngủ ngủ ăn tiếp đi. Quá. Quá cay nha. Cao uống. Quá chuột. Cà phê một chút thì vui đến. Cà phê một chút là vui nhiều lần. Nhiều lần. Không này hối thiệt, hối quay thiệt chứ. Cà phê nhiều chút thì vui nhiều lần. Mình phải luôn giữ cái đầu lạnh nha anh em. Đừng giữ đầu nóng nha. Đầu nóng sốt sốt. Rồi luôn. Rồi cái đó nó còn. Chị mời hả? Rồi, bỏ đi. Bỏ đi. Giúp con cây đi. Ai bỏ cái dài. Không dễ gì cái đó tới kỳ. Bây giờ là ngon nhất ai bỏ ở nhà uống đặng. Đâu. Lấy cái tay ra đang cắt nữa chọt chọt tay luôn. Nè, dứt cái cỏ coi. Cái mũi cũng biết sao. Ừ, cái mũi luôn á. Bỏ cái bàn tay ra cái. Ủa không có dao cho này chấm này à. Cay lắm. Thiệt luôn á. Vậy đi, vậy ngon. Không mà vậy nó ngon thiệt nhưng mà nó hơi cay thôi, nó khó nói chuyện thôi. Trời ơi. Thì nãy giờ con gà ăn cũng xong cả nhà. Thì bữa nay cái dịp mà mấy anh em có mua một con gà đó cả nhà. Hai con mà. Ờ hai con. Là tại vì mấy anh em tại vì mới nhận lương nha cả nhà. Nhận lương YouTube anh em mua hai con gà về mình ăn mừng như cả nhà mình ơi. Đó, lương ai cho? Cái gì? Ở trên mã bà con ta ủng hộ ta cho mình. Sao không ăn lương mà ăn gà? Ủa? Ăn lương không ăn lương. Không có. Nói chung là cái tiền nói chung là tấm lòng cũng không có được nhiều, cũng không có được nhiều với tấm lòng của các cô chú anh chị đã xem ủng hộ tụi em nha. Giờ số tiền của em mỗi tối nào tối nào là nhiều đó cả nhà. Thôi em giờ trước nha cả nhà ơi. Đi đâu quỷ chở? Vậy không? Nói đâu đèn cái gì nói chuyện. Đang nói chuyện. Hay lời đó. Em tốt xíu. Cái này cũng cảm ơn cái tấm lòng của các cô chú anh chị gần xa ha, ủng hộ cái tem của nhóm tụi em. Hy vọng các cô chú anh chị mình
ủng hộ luôn, ủng hộ với mấy anh em nha. Nói chung mình cũng mua được cái máy Nhật đó. Dạ ủng hộ tụi em nha mấy anh chị. Nhưng mà mấy chị nha, cái này thì nói chung là lương này mấy anh em là làm cũng lâu lắm mới có, chứ không phải là làm có đâu nha cả nhà. Nói chung cũng cực khổ lắm mấy anh chị mới có thì phải tiền như vậy. Nhưng nói chung là cũng ít chứ không nhiều. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Đó thì bây giờ là clip này cũng em cũng đã ăn rồi, cũng đã ăn rồi. Bây giờ là tại vì hôm nay mình ăn mừng khi được nhận lương với cả nhà. Thì giờ thôi cũng cảm ơn mấy chị rất nhiều nha. Mấy anh chị xem clip này cũng hay và vui. Và đăng ký em và chia sẻ cái like và nhớ nhấn vào cái chuông khi ra video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng anh em tụi em nha. Giờ bye bye và hẹn chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Thì bây giờ bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Đây phần của mày. Cái nịch. Trời ơi.